Đây tối xe tải chở về hả chị? Xe tải. Mướn xe chở lên thì giờ mướn xe chở về nó thấy khổ không? Dạ. Đây bà chủ bán mai Bến Tre nè cả nhà. Sự nghiệp cho cô giờ này còn mai nhiều quá. Ca mua giùm mình đi. Ai mua ca mua giùm mình đi, bán rẻ cho. Bán rẻ đi đây tôi tối khổ luôn. Sự nghiệp cô quá. À. Tối Bến Tre. Bình thường là chỗ nhiêu chị? Dạ. Ngày thường là chỗ nhiêu? Bây giờ cũng 10 ngàn hả? Tổng tới 100 mấy ngàn đó. Vậy hả? Ngày thường chỉ nói chậu 60 ngàn, bây giờ còn 10 ngàn chậu. Trước mặt mình đó là làng bè của thành phố Châu Đốc. Kha ở đây xin chào cả nhà. Hiện Kha đang đứng ở thành phố Châu Đốc trước tượng cá Ba Sa nè cả nhà. Hôm nay là ngày 29 âm lịch này cả nhà, là ngày cuối cùng của năm cũ. Mình sắp sửa bước qua năm mới nghe cả nhà. Mình sẽ quay chỗ này chút xíu cho cả nhà xem, rồi mình sẽ dẫn cả nhà đi đi xem những người bán bông bán mai dịp cuối năm họ bán được hay không nghe cả nhà. Trước khi đi xem những người mà tiểu thương bán bông với bán mai á, cái nhà nhớ cho mình một like và một lượt đăng ký ha cả nhà. Mình cũng xin chúc cái nhà năm mới phát tài phát lộc, an khang thịnh vượng và luôn luôn khỏe mạnh. Năm nay là thành phố Châu Đốc đang ăn mừng bước qua năm mới, mừng đảng mừng xuân ha cả nhà. Đây là tượng đài cá Ba Sa. Đây là nguyên khu công viên của thành phố Châu Đốc buổi chiều hết cả nhà. Hôm bữa mình có chia sẻ với cả nhà là mình quay thành phố Châu Đốc về đêm. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với cả nhà là buổi chiều của ngày 29 âm lịch, còn một ngày nữa mình bước qua năm mới. Mình thấy cuộc sống của người dân đã trở lại bình thường như xưa cả nhà ơi. Rất náo nhiệt cả nhà ơi. Chậu như chú Vũ? Chậu 10 ngàn, 10 ngàn. Chậu nào cũng như chậu đấy chú Vũ? Ừ. Chờ rẻ rồi. Bông này bông gì chú Vũ? Cúc này là cúc gì đó. Cúc này cúc gì? Bông này biết bông cúc gì nè cả nhà. Mà chậu 10 ngàn bán chiều 29 Tết đặng ta trả là mặt bằng cho cái vỉa hè người ta còn đi buôn bán hay cả nhà. Bên kia thì mình thấy xe đang... Mai ơi! Mai đang lên xe chở về vườn là cái nhà ơi. Chắc có lẽ là họ bán không được. Đây họ mua cũng đông cả nhà. Chậu 10 ngàn. Cúc này cúc gì chú? Cúc kim cương. Cúc kim cương hả? Chậu trời cảm trời trăm mấy trăm chồng không qua giờ. Bán cả luôn luôn. Bình thường là chậu nhiêu chị? Dạ. Ngày thường là chậu nhiêu? Bây giờ cũng 10 ngàn hả? Tổng tới 100 mấy ngàn đó. Vậy hả? Dạ. Ngày thường chỉ nói chậu 60 ngàn, bây giờ còn 10 ngàn chậu. Bán tháo bán chạy nè cả nhà. Người cúc kim cương. Chung hết trơn á, chị muốn lựa nào lựa. Này bên kia mấy anh đó đang kêu ngay lên xe đó cả nhà. Đang chở về vườn là cả nhà ơi. Quá đẹp cái này.
Giờ mấy anh nó đang dọn về. Dọn về hết đây cả. Hôm nay bán được đây cả. Cái thay cái đổi được rồi. Dạ. Vườn máy đâu lên đây cả? Vườn máy gần đây không? Ở đâu lên anh? Bình Thủy luôn hả? Vườn máy Bình Thủy của An Giang mình nữa cả nhà. Cho bún. Địa phương bán bông họ bán cũng chậm quá nên họ họ dọn về nhà vườn lại tặng họ trả mặt bằng cho khu công viên của người ta bên vỉa hè cả nhà. Dọn về hả chị? Dạ. Năm nay bán được không chị? Dạ được rồi. Còn không? Vườn có thể là bình vườn. Thấy vui vẻ là biết rồi đó. Dạ. Ủa mà thấy em bán không vườn cũng như thường mà ta. Chơi cái này đi. Chị cũng mừng cả nhà ơi. Mấy cái chậu bự. Thảo lên đi hả? Mình sẽ dẫn cái nhà lại xem mấy chỗ người ta bán mai ha. Chú hôm nay bán được không chú? Rồi chú bán tới hết ngày 29 rồi hả chú? Rồi mấy giờ chú mới dọn về? Dọn về vườn lại. Nhóc nữa mình đứng ngoài ngồi cái dọn. Mai năm nay nó nở quá nở hả chú? Đúng rồi chứ, nở đây đúng. Đúng luôn hả chú? Ngày mai ngày 1 lần nữa. Mai quá đẹp cả nhà. Vườn của chú ở đâu lận? Ở Đà Phước. Chậu mai anh lại mua 600 ngàn cái nhà. Cũng đẹp dễ sợ luôn. Đó. 600 rẻ hả? Ngày mai là nở ra muộn này cả nhà. Bông quá bông luôn rồi. Kia mình coi mai mấy cái chậu mai nhỏ cái này. Mai này là vừa túi tiền là cái nhà 600-700 triệu. Vườn này cô ở đâu đi cô? Cô ơi vườn mai này của cô ở đâu? Vườn mai này của chị ở đâu lận? Bến Tre luôn hả? Trời ơi xa. Rồi chị bán chị nào chị mới đi đem đi đem về về vườn lại. Chắc cả 90 giờ. 90 giờ hả chị? Trời ơi, xa quá tới Bến Tre lận. Tại giờ bán muốn về sớm mà đồ còn nhiều quá nên gác ở lại tôi có bán được. Dạ 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 dạ. Hôm nay bán ế quá. Dạ, hôm nay bán ế chị. Trời cái mai nó đẹp quá đẹp. Cái mai trong đó. Cái mai đó cỡ nhiêu chị? Chịu hả? Bao sống không chị? Bao sống luôn, mày mai vườn. Mai vườn hả? Mai vườn, mai nguyên thủy á. Cái này chịu nè cả nhà. Cái gốc là bự lắm nha. Gốc cỡ vành tay mình đó. Chịu. Chị này ở Bến Tre lại đây bán cũng bán mai rẻ lắm cả nhà ơi. Tuyệt vời luôn. Còn đây là những chậu mai nhỏ nhỏ nhắn xinh xinh nè cả nhà. Em chủ đây hả? Em chủ đây hả? Bán được không cưng? Dạ được. Em ở gần đây không?
Dạ em ở Bến Tre. Bến Tre chung với mình đó luôn hả? Dạ mẹ em á. Ủa vậy hả? Trời ơi, mai một chậu này có 200-300 ngàn nè cả nhà, quá rẻ luôn cả nhà ơi. Bông quá bông luôn nè. Bên đây là nhà vườn này của cô với đứa cháu lọ Bến Tre ha cả nhà. Cô gán bán tới khoảng 9-10 giờ rồi cô sẽ dọn về. Cũng tội nghiệp cô nói năm nay bán quá chậm, còn quá cho nhiều mai rồi. Cái nhà nhìn nè, nếu mình đếm không nhầm là cây lớn với cây nhỏ luôn khoảng 100 cây. Mà mình nói thiệt cái nhà luôn, rẻ lắm mà đẹp nữa. Bắt đầu là giờ này chỉ bán được rồi cả nhà, cũng bừng chị. Dạo này nhiêu sư huynh? Đẹp quá đẹp rồi. Cái nhà nhìn nè, chỗ 800 ngàn toàn nè. 800 là có chậu luôn nha cả nhà. Quá đẹp rồi, bông nè. Cái gậy cái nào? Nói 700 cho 800 luôn thôi. Quá bông. Đó, nhà thấy bông ghê không? Để lợi luôn thôi. 850 thiệt à. Đã để chỉ đó, 800 rồi nó trả 700 rồi. Mua đô. Quá bông. Cây đó đẹp. Cái này chỉ nói 1 triệu thôi các nhà. Bây hoành nè. Mình đâu không dám nè. Cái này cao cỡ khoảng 2 mét à. Bồng quá bồng. Đây tối xe tải chở về hả chị? Xe tải. Mướn xe trở lên thì giờ mướn xe trở về nó thấy khổ không? Dạ. Đây bà chủ bán mai Bến Tre nè cả nhà. Tội nghiệp cho cô giờ này còn mai nhiều quá. Cá mua giùm mình đi. Ai mua cá mua giùm mình đi, bán rẻ cho. Bán rẻ đi, tối khổ luôn. Tội nghiệp cô quá à. Tối Bến Tre nè.